đây, 10 mét ha, diện tích đất là 10 mét, sâu gần 40, có 40 thổ cư. Thì hiện tại đang có nhà cấp 4 là xây, diện tích xây dựng là ngang 8 mét. Ở nội thất thì tất cả nội thất thì chủ mình đều để lại hết. Có 3 phòng ngủ anh chị, đây 1, 2, 3. Đó. Thì dạo gần đây thì em Điền cũng có công việc nhiều nên là em phải đi quay đột xuất để quay nhanh cho anh chị mình xem. Ở dưới đây là không gian bếp ha, tủ lạnh, bếp. Đây là có toilet riêng, có cửa riêng đi vô. Bên này toilet, bên này phòng tắm nè, anh chị có thể thấy nè, đó. Đây phòng tắm nha, đây toilet. Ở phía sau thì mình có trừa khoảng khoảng trống ở phía sau. Đây, sau đây có nhà nghỉ mát, có hồ cá sau này ha. Thì em vô luôn, lui sau. Bên này có trừa lại 2 mét đường luôn. Đây, lùi phía sau này là có cái chòi nghỉ mát của mình nè ha chị ha. Và cái hồ cá nhỏ. Hiện tại thì cũng có cá coi cá đồ đó, nhưng mà chủ mình bận quá không có thời gian chăm chút, nên là được, hồ nước hơi đục xíu. Cây cối phía sau, cảnh quan sau rất là mát mẻ luôn. Không gian riêng cho mình để nghỉ mát sau này. Chỗ này thì cách biển Hồ Tràm 8 km anh chị, đi xuống biển rất là gần. Nói chung là tiện cái đường, tuyến đường để anh chị mình từ Sài Gòn về đây để đi du lịch biển Hồ Tràm. Cuối tuần ta có thể về đây là vừa nghỉ dưỡng đi biển, vừa có chỗ ở lại ăn uống gia đình mình ha. Rồi em sẽ dừng clip ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem hết video của em. Giá thì em sẽ để dưới phần mô tả nha. Rồi em xin kính chào cô chú chị.